Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình, và mình là Cường Kiên Thần Official. Ok, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với chuyên mục mở kiện hàng ngày với Cường Kiên Thần. Chúng ta sẽ mở kiện bò nhé. Ngày hôm nay thì mở kiện quần bò. Ok, ngay bây giờ để không mất thời gian thì chúng ta sẽ vào clip ngay. Đây, bình thường này là khi mà chúng ta mở một cái kiện quần bò ra thì nó sẽ như thế này này. Anh em có thể nhìn thấy là có rất là nhiều thứ hay ho ở đây. Mấy nữa mình sẽ mua một cái giá để đội vào đầu, đeo vào đầu, quay cho anh em xem cái góc nhìn thứ nhất luôn. Có phải lấy giấy để xem không? Không cần. Để em bới tay cho nó. Chúng ta nhìn này, ở đây chúng ta sẽ có một MC cây. Ngay lập tức đã nhìn thấy một MC cây rồi. Quần bò thì chúng ta kiểm tra rất là nhiều các cái chi tiết khác nhau. Hai chi tiết quan trọng nhất này, đầu tiên là phần gấu ấy, thứ hai là phần đít này, hay bị rách ấy. Đấy, nếu không có bất kỳ vấn đề gì thì chúng ta sẽ ném nó sang đây. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến với một con Duck Victory. Nhìn cũng hay phết. Anh em đợi tí nhá, để mình kiếm cái chỗ để mình đặt máy. Rất là dễ. Ôi, con này đẹp ấy. Này đẹp này. Hơi rách. Có thịt còn thô nhưng mà thô. Thô như này. Cái ki. À, bảo là quần các ki thì bảo quần các ki. Dốc đa nồ anh em. Dốc nào mà gió chị đấy. Áo gió á? Ôi, từ từ đã. Có kiện đấy, đúng là mở thế mà. Đang nóng mò vô. Ừ, đúng là chúng mở thế mà. Con này đẹp này, con Black này đẹp. Đấy, tem mark chính hãng nó nhảy nha anh em nhé. Đầy đủ luôn. Cái gì cơ? Ani. Aniquilo là cái hàng mà nó hay sản xuất theo kiểu bò mềm nhiều. Giống Levi vậy. Vai thủng. Ăn đi tiếp. Đấy, kiện quần chính hãng nó sẽ như này này. Đó, con này bị rách. À không, con này nó thiết kế kiểu cho người trẻ. Nới X này, màu này đẹp chưa? Xám à. Wow. Không có hãng là bỏ qua hết. American Eagle, một cái nhãn hàng mà nó làm quần jean theo kiểu jean slim fit. Con này bỏ qua đi, nhìn này là sao mặc được. Hát đèn em. Mà mồm mình nói là kiện quần này có Levi, mà tí nó không có Levi thì đến nhục. Hôm trước được 5 con Levi. Đấy, cả một cái kiện to đúng như này, được 5 con. Chu này. Ngắn. Đưa xem con đấy nào, con đấy màu đẹp. Thế mình mới bảo anh em là cái kiện quần nước, cái kiện quần đầu tiên ấy, lúc nào nó cũng là kiện quần rất đẹp, thế nó mới cày, lúc nào cũng thế. Áo cũng thế. Mở một thời gian là đủ tỉnh táo ngay. Đi vai à? Nhiều tem. Đây, ra là cũng được, tạm.
Blue Way. Chất gì mà cục dày. Sleep. Tiên nó ngon, nhiều hiệu. Ăn đi kilo. Cái này cũng được, mới. Chẳng qua là nó không nhiều hiệu thôi. Chưa thấy hiệu chứ không phải là không chưa nhiều. Nó mở đâu biết. Đây, beng beng này. Beng beng đa phần là quần ống theo kiểu như thế này. Ống suông. Khách nhà mình đa phần đều là ống suông nhá. Mấy quần rách rưới này bỏ qua luôn. Rách nhiều quá người già người ta không mặc được. Đây này, thủng. Bỏ. Chưa thấy một con lì vai nào luôn. Toàn hãng gì ấy. Slow mo à, chất nó cũng đẹp đấy. Chất này đẹp mà. Kim đi vô bay. Chất bò rất ngon nha, nhưng mà chưa thấy Levi. Get user. Đẹp. Mồm mềm. Bỏ qua đi. Mấy con kiểu đấy bỏ qua luôn. Chun trước các thứ bỏ qua luôn nhé. Không phải xem. Người ta đã mặc quần bò rồi, ít thì người ta mặc chun chun. CK. Được hai con CK đấy anh em ạ. Nhưng mà chưa thấy Levi đâu. Con này bỏ qua, màu kính á. Aniquilo này. Không cần phải mặt trong đâu. Nhìn này. À. Đấy, Levi 503. Trời. Được một em Levi đầu tiên. Một con Levi 503 size 30-31. Ống của Levi hay bị ấy nhá. Chấp nhận. Gớt. Quần gớt mỏng thế nhỉ. Con này rách rồi. Hãng gì đây? Moonai. Hãng này cũng được. Nhanh lắm anh em ạ. Một cái kiện bò này mở ra nhanh cực. Bò nó nặng. Gớt tiếp này. Bò của Wet. Anh em Việt Nam hay gọi con đấy là Wet. Fubu này. Sời Fubu luôn. Đây 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 đây. Quần jean này anh em hay bình thường là anh em hay chơi quần jean với cả áo jean cùng một bộ lắm. Đúng theo kiểu vintage. Cái gì ấy? Nhiều tem ấy.
khác này nè. Ui, vừa rộng lại còn vừa ngắn. Kingston mới này là cứ vã thôi. Đây Levi tiếp này. Đấy. Nhưng mà con này hình như là form nữ thôi đấy. Con này là Levi 503. Con này xấu lắm. Bỏ con Levi này đi. Anh em thấy bới mệt không? Quá mệt rồi. Nhiều quá. Đây này mình sẽ ưu tiên mấy cái con vừa mới mà lại còn vừa ống kiểu ống suông nha. Nhưng mà con này mình sẽ không ưu tiên bởi vì nó xước. Màu này kinh lắm. Này, dạ. Đây, màu trơn như này, dễ cực kỳ dễ bán. Gớt. Hàng của gớt đỉnh lắm đấy anh em ạ. Mới được hai con Levi mà một con cũng bỏ qua rồi. Gớt tiếp này. Ô, con này có lót bông ở phía bên trong rồi. Kinh thật. Mặc mua gì ấy. Đạt đẹp rồi. Chú vào trong. Lấy chị đi đấy. Đây Tống Thị Toan, người làm việc lâu nhất ở chợ nhưng gian hàng bé nhất. Đấy, anh em nhìn gian hàng bé tí nhưng lại rất nhiều hàng. Nghèo nhất á? Nghèo nhất chỗ Hồng. Thế thì chết rồi. Cái nhà kiện quần bò chúng ta ngày hôm nay chắc là cũng sẽ ra nhiều Levi rồi hôm trước đấy. Quần bò này mùa thu đông nhiều người thích cả này. Polar ham này. Có phải giống cái quần ông địa nhỉ? Hãng gì đây? Ông địa Pasta. Form dị lắm. Mới thì kệ đó. Becky. Giordano này. Dennis Wenny. Lời luôn. Levi à? À không. Con này thì... Sao con này dày thế? Bỏ qua mấy cái ống này đi. Original Berlin. Polar ham này nghe. Hả? Cô có lạy cũ. Này, rách xước này bỏ. Dù kể cả nó hãng gì không cần phải nhìn. Ăn đi cứ lấy thôi. Nữ. Hôm nào mà hết gió thì gọi chị nhé. Vâng. Nhanh thôi, một tuần. Bấy thích không?
còn gì đây. Còn nguyên cả tác chất bò không xương. Con này mới nhỉ. Black này cũng được. Đấy anh em nhá, cả một cái kiện này chưa thấy một con Levi nào luôn nhá. Thế nên là mình bảo là muốn kiếm được Levi á, nó cực khổ luôn. Đấy là lý do tại sao mà mình bán Levi 350 một con ấy. Đâu? Đấy, thường một con Levi thì rách bố nó tè. Nhưng mà rất may là con này nó không rách. Không rách, cái quần nó không rách. Đẹp đấy. Nhiều tem nhỉ. Con này rất nhiều tem. Tem này là tem Hồng Kông đấy nhỉ. Bỏ qua đi. Ra đà. Music standard. Mình chỉ lấy hàng Hàn, hàng Nhật thôi. Nó vẫn lẫn mấy con Hồng Kông vào trong này nhưng mà thôi. Xin không lấy. Xin tha. Màu đẹp đấy. Màu đẹp đấy. Đẹp lắm. Nhưng mà cũng không lấy. Vì nó lạ quá. Không lấy tiếp. Mang ba. Cái này đẹp quá. Ờ đấy. Được một em Levi 505 rất đẹp. Đó, nó phải như này này. Chun nhà em là không chịu. S-Second 7 đấy. S-Second tiếp. Rạch xương, bỏ. Chun bò. Nghe xem con này. Levi à? Levi nhìn nhìn lạ nhỉ. Con Levi này nhìn lạ đấy. Mắt tác à? Còn bị dính cả keo nữa. Thôi chịu. Tăng 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 tăng. Deep. Hello?
Wow. Không có thời gian em ơi, chị đang bận nhá. Chị đang bận. Lại gọi đầu tư gì? Đầu tư gì? Chứng khoán à? Tiền ăn không có đầu tư. Cái con này form đẹp đấy. Chị biết bọn cái bọn mà nó bị ấy ở Campuchia không? Cái bọn mà nó bị bắt ở Campuchia ấy. Bắt cóc ấy. Bọn nó chuyên làm mấy cái việc kiểu đi lừa đảo. Không làm, cứ đi lừa đảo. Không làm mà muốn quan. Con này đẹp này. Lander. Hơi ngắn. LG này. Music standard. Mày qua luôn. Z-Sen. Mày qua. LG. Đấy, mấy con này lấy đây. À đâu, con này bỏ qua, con này xước. Đi đâu ấy? Lấy túi á. Đấy anh em, cả một cái kiện bò mình lọc ra, mình lấy được một ít rồi đấy. Anh em nào muốn sang xem trước thì cứ sang xem nhá. Đợi giặt là lên clip cái là lại không còn đâu. Muốn săn những cái con ngon thì phải sang trước. Đấy con đấy con cuối. Qua được, ngắn lắm. Qua này cũng ngắn. Sao? Nhanh nhỉ? Không đến nổi 20 phút nữa. Đó, lấy được con này. Hello. Và tiện mở kiện zin thì hôm nay mình mở thêm một kiện gió Hàn Quốc nữa. Cho có clip xem anh em. Ok, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng Cường Kiên Thân Official mở một kiện gió Hàn nhé. Mình không biết là bao nhiêu kiện rồi. Nếu mà anh em xem clip theo dõi thì anh em đếm hộ mình nhé. Nhưng mình không đếm được nữa. Ok, và ngay bây giờ chúng ta sẽ khám phá kiện gió hàng ngày hôm nay. Kiện này đóng kỹ đây. Mấy cục rồi. Cẩn thận vào chân. Làm phát vào chân thì... Lần sau đi vào cái cửa nó con nhìn thấy nó ngoảnh mẹ mặt đi. Ồ lắm. Có điện nó nghe. Hả? Cục này hơn 100 cân này. Khai trương. Trời ơi, nhìn thấy đống này ngốt quá. Mở cũng nhiều rồi mà cứ mỗi lần nhìn thấy là lại thấy sợ. Nóng rồi. Màu xanh. Ơ chị bới ra đây thì em xem kiểu gì. À, chị bới ra này xem nào. Chị bước ra bên này này. Sao nhỏ cá thế này nhỉ? Lứ rồi. Mấy cái đầu thôi, cứ bình tĩnh. Nó sao nhỏ đấy nhỉ? Ừ.
hơi lạ nhá. Con nhỏ chơi theo kiểu nhỏ. Totten. Hay là đây là cục nữ? Biết gọi cục giỏ hàng nam. Gọi nam à? Ừ. Nam. Chắc là nhỏ bạn đầu thôi. Chết đấy, quét luôn. Nhỏ tất là không được đâu. Chris Nepa. Con này cũng nhỏ. Cũng nhỏ. Không nhỏ lắm đâu. Có mấy con dưới này không nhỏ lắm. Monster, một lớp này. Uầy, anh em nhìn này. Đấy, gió nó đi kỳ. Vãi, nhưng mà hơi bé. Bé mặc cho người bé vậy. Toàn size 150 này. Size, mà lại còn là size trẻ em. N2 này, con này này. Đây này. Vâng. Tí em qua bên đấy em này. Cứ dỡ lại. Nhỏ nó vứt ra nhỏ luôn. Ờ con này hay. Giờ là gì lên. Nike Urban Star thì là người khác không có siêu sinh này mà bé quá nhỉ, tí mấy con màu hồng lại to thế một tài. Đây New Balance, con này màu hồng lại to đấy á. Trước mở ở trong cái kiện áo gió trước lấy được hai bao thuốc và chữ hàng cái đẹp design United. Con này đẹp nhỉ. Kiểu gì tí cả này học tiếp từ từ Puma. May mà dưới nó không, không bé thì ở trên đấy. New Balance Adidas. Ở dưới mà nó bé tất thì đúng là khóc hết. Không, nếu mà đúng mà nhỏ như ở trên chả là gọi luôn. Ngay mình gọi rõ ràng là kiểu nào luôn. Ừ. Đó là nó báo là cục nam rồi. Cái này bọn này nó lắm lúc nó cũng đánh nhầm chứ. Không thể nào mà nói lên được điều gì trước. Nepa, đây mấy con mọc. Con này mắc tan. Không biết đâu mà lòng. Puma. Chính xác. Nhìn cái tem Puma rất dễ nhận ra nha anh em. Đây thăm mèo.
Lê Cốp Sport. Một lớp nhỏ quá, sai trẻ em. Polo ham mấy màu trắng đen này ra là sai trẻ em tiếp. Cáp 3 này nghe. Nhưng bé lắm. Đây này, size này là size trẻ em rồi. Size này size 130 của trẻ em này. Nó ghi hẳn size là size kid mà. Vẫn có con to đấy, nhưng mà nhiều bé quá. Chỉ có vứt nó con to ra mới đấy nha. Thì em sao làm được. Chính hãng nó đẹp như này các bạn nghe. Đẹp đét luôn. Không cần biết của hãng gì. Nhưng nó đẹp thế thì chú phải mới được. New Balance. Không phải sai kit. Puma. Con này size M. Con xe con này con gì? Adidas gió này. Phi vào nhà bà La. Đây. Tem phi con nhà bà La. Nguyên tác này. Tèn 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 qua là nhiều trẻ em. Ai giờ nó đây, giờ nó chính hãng này. Mỏng lắm. Này nữ mà. Thực ra là trẻ em này nữ mặc vẫn được nhiều.
2 kỳ. Đây cho em xem là con nai mình nó đẹp nha. Đẹp. New Balance. Nike. Đây Nike. Đấy, những con Nike này vẫn bị crack hình nhé. Giá nó sẽ rẻ hơn một chút. Ôi, con này đẹp đấy. Đẹp chưa? Con này sai, lại sai trẻ tiếp. Mét sáu mặc vào này. Thực ra là có người nhỏ thì phải có người to thôi. Nhỏ nhiều quá hơi rén. Nó to đều thì nó khác, mà nó nhỏ đều thì nó khác. Ôi, kiện này rất nhiều New Balance đấy anh em. Làm gì và Onavi được màu này lấy không được gì thì xoắn nha. Đây này, rất nhiều Kappa nha, mà toàn có mấy con bé này. Sao mình thích mấy con màu trắng này bé lắm. Đấy, nhiều hơn to. Bé thì bán kiểu bé. Lê cáp này, con này to này. Con gì đây? Ui giời, crop top chị Vân. Crop top nữ. Con này đẹp đấy. Để em cải bên này, Kappa rất nhiều nhé anh em, nhìn này Kappa rất nhiều nhưng mà sai trẻ em nhiều nên mình lọc ra được một vài sai kiểu nó phù hợp với cả người mét sáu sáu năm, chứ còn bé quá thì chịu. Anh em mua về cho con cho cháu thì bảo mình nhé để mình nhập. Nai đi, cây Swift nữ. Quay thì hết pin. Tiếp. Chúng ta sẽ tiếp tục nhé. Sạc này tụt tẹp. Photo trẻ em tiếp. Đây, khi ra đây, như con này là mét 6-5 mặc được này. Đấy. Còn bé quá là chịu ấy. Nữ trẻ em nhiều. Quay. Sorry. Đây này.
bé tí. Cái này lẫn trẻ em nhiều quá. Có nhiều con nào cố cho những người nhỏ thì được, thế còn có nhiều con nó bị bé xíu 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 xíu. Rabido. Nhiều con rất ngon anh em, Kappa, Kappa, hàng cực xịn, sai bé quá. Em quá, lại sai trẻ em tiếp. Bây giờ cứ lọc sai chứ. Nhưng mấy con kia thì lại to đúng không? Nhưng to, số lượng to nó chiếm ít. Đa phần là nữ và trẻ em. Trẻ em sai bình thường là nó sẽ ghi theo kiểu sai số 150, 130. Còn nó có chữ, có một vài hãng là nó ghi cả chữ fit bên cạnh. Ban đồ à? Ban đồ, đấy, con này to. Bây giờ không phải là lọc hiệu nữa nha, mọi chuyện này là lọc to mới bé. Đây, Kappa to này, mãi cái đồng to. Nét thật. Cây sống ít. Đây mới là cây sầu ít. Đấy, con này mặt được. Không quá là bé quá. Con này bẩn nó ra. Cô lục ra. Nhưng mà được cái là kiện này đều hết đấy chị Vân nhỉ? Nó mỏng nó mới. Đều cái à? Vui vẻ. Nhìn như cái khăn trải bàn. Hyundai. Cái hãng Hyundai này buồn cười lắm. Nữ MLB Downskip. Lấy được không? Đâu? Yeah. New Balance. Đấy, nó phải to to tí. Nó có thiện cảm đi. Bé quá là chết. Chị tung ra đây cho em này. Tung cả. Đây, volume này. Đấy, volume size 100 này là mặc rồi. Cu nền bia Bangladesh. Colossal Michiko London. À, Polo Sport này. Cái hãng này là cái hãng siêu bền luôn anh em. Tổ chức đồ nó dã ngoại này. Umbrello này. Amalo biết
Nika này. Màu kem rất dễ mặc. Còn gì đây? Không thấy hãng. Bỏ qua. Dicky à? Sờ mà phải Dicky. Không phải. Pando. LG. Đây của công ty, áo của công ty LG này. Tài năng thật sự. Đố chị tìm thấy chiếc còn lại. Kiểu gì cũng ngó luôn. AR nữ ấy. Này cái mã này dành cho những người giống như áo giáp đua xe. À chà, màu đẹp chưa? Lại viêm mũi dị ứng. Đây anh em, bỏ ra ngần này. Đây nữa. Bởi vì cái kiện này nó nhiều trẻ con với cả nữ quá, thế nên lấy được khá là ít nhá. Ok, và anh em nếu mà muốn xem hàng thì lên kênh Cường Hàng Thùng để xem nhá. Xin chào và gặp lại anh em trong tất cả những clip lần sau. Bye bye.